Ông Nguyễn Hồng xin chào anh chị ạ. Thì trong cái video này em quay thì em sẽ giới thiệu một số những cái tác phẩm nhỏ nhỏ lẻ lẻ như thế này với giá rất là phải chăng cho anh chị. Mình đang cần thiếu cái gì thì mình sẽ ủng hộ Nguyễn Hồng nha anh chị nhé. Đấy, thì tác phẩm đầu tiên em giới thiệu với tùy duyên mà em quên mất là đo kích thước rồi nè anh chị, chờ em một chút nhé. Này, tác phẩm tùy duyên với chiều cao là 30 anh chị nhá, chiều cao 30, ngang là 11 này, chiều cao 30, ngang là 11 và chiều sâu cho tác phẩm này là 10 nha anh chị nhá, cũng là gần như là 11 đấy, cũng gần bằng 11 rồi, thì cứ coi như là chiều ngang và chiều sâu là 11 hết nhá. Và cao là 30 anh chị nhá. Được chế tác trên chất liệu là gỗ trắc dây nha anh chị nhá, gỗ trắc dây này. Anh chị nhìn này. Nó sẽ khác hẳn như cái màu trắc này, hôm nay em sẽ đưa lên hai tác phẩm trắc cho anh chị luôn, đây là trắc đỏ đen nhá và đây là trắc dây này. Đấy, nhìn màu sắc và cái vân nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đấy, trắc dây này, vân rất là đẹp. Và cái đẹp anh chị nhá. Tác phẩm tùy duyên này. Vạn sự tùy duyên, lấy một chú tiểu, hai tay trắc đằng sau lưng ưỡn ngược lên này. Và khuôn mặt bầu bĩnh này rất là đáng yêu, tươi cười đấy. Tác phẩm tùy duyên, vạn sự tùy duyên, cái gì đến thì sẽ đến với mình. Chỉ là 700.000 đồng bao ship cho anh chị tác phẩm này, 700.000 đồng anh chị nhá, rất là đáng yêu. Với chú tiểu này, chắp lưng này, bộ áo mặc này với những cái hoa văn đục sắc nét tỉ mỉ này, 700.000 đồng thôi anh chị nhá, rất là rẻ luôn, rất là đáng yêu. Đế này chị này đặt hoàn toàn nha, cầm cực kỳ nặng tay luôn, chỉ là 700.000 đồng này, 700.000 đồng một chú tiểu chắp tay này, tác phẩm tùy duyên nha anh chị nhá, vân cực kỳ đẹp. Và tác phẩm tùy duyên này thì em sẽ còn khoảng tầm 5-6 bức gì đấy, nếu anh chị nào mà mình muốn chốt tác phẩm này thì cứ nhắn tin chốt cho Nguyễn Hồng nhé, rất là rẻ thôi đấy. Và tác phẩm tiếp theo sẽ là một chú chó. Chú chó được chế tác trên chất liệu là gỗ hương với kích thước to hơn rất là nhiều anh chị nhá. Được chế tác trên chất liệu gỗ hương và các anh chị nhìn này, đây là chất chun sụn nha anh chị nhá. Vân này, tuyệt vời.
cực kỳ là đẹp. Một chú chó tiền tài anh chị nhá, ngồi trên một cái dải lụa này, một cái khăn này, cái khăn có rất là nhiều hoa văn này anh chị này, và phía phần dưới cái khăn này thì chính là rất là nhiều tiền vàng này, những cái thỏi vàng xếp đớp lớp với nhau này, xích vân ở trên tác phẩm này thì quá tuyệt vời rồi. Thần thái anh chị để ý này, nhìn này, thần thái rất là đẹp anh chị nhá, vân đẹp, thần thái đẹp, đục sắc nét tỉ mỉ, lục lạc anh chị này, kỳ đẹp. Và tác phẩm này em sẽ dán cái kích thước ở đây cho anh chị nhé. Với chiều cao là 31, ngang 33 và sâu là 28, giá là 2.300.000 đồng ấy, trưng ở trong nhà rất là đáng yêu, rất là xinh xắn. 2.300.000 đồng cái tác phẩm này thôi. Bây giờ em sẽ quay đằng sau cái mặt lưng cho anh chị nhìn cái chất chun sụn của cái tác phẩm này, cực kỳ đẹp luôn này. Vân quá trời đẹp luôn mà giá chỉ là 2.300.000 đồng thôi. Đây là vân gỗ nha anh chị nha, đây là vân gỗ nha, chứ không phải là bị hư hao gì đâu, hư hỏng gì đâu, phải tác phẩm cực kỳ đẹp. Vân gỗ này rất là tuyệt vời. Giá cho tác phẩm này chỉ là 2.300.000 thôi, rất là rẻ nha anh chị nhá. 2.300.000 đồng bên em cũng bao ship cho anh chị tác phẩm này luôn. Đấy, cao 31, ngang 33 này. Cao 31, ngang 33 và chiều sâu là 28 anh chị nhá. Giá chỉ là 2.300.000 đồng, bao ship luôn. Vân tuyệt vời, rất là đẹp luôn nha anh chị nhá. Và anh chị nào chốt tác phẩm này thì sẽ nhắn tin cho em là ok anh chị chốt chú chó Hương. Đấy, để cho bên em dễ dàng mà phân biệt ra được. Và các anh chị nào mà mình thích một cái cặp lục bình nho nhỏ để mình trưng ở trong tủ không nhỉ, đây thì em có luôn nha anh chị nha. Đây lục bình, à em lại đưa nhầm lên thứ tự rồi, đây là lục bình chắc dây nha anh chị nha, lục bình chắc dây đây ạ. Vân có đẹp không ạ? Anh chị nào nhà mình không có nhiều không gian cho lắm đấy, thì đây là một trong những cái tác phẩm mà mình không nên bỏ qua này. Chắc dây này tuyệt vời. Và chiếc bình này đây anh chị này, cao 29 và đường kính là 9cm nha anh chị nhá. Đấy em lại để sai mất cái vị trí. Đây là lục bình L2, có giá là 1.200.000 đồng nha anh chị nhá. 1.200.000 đồng này với một chiếc bình đục không lỗi vết anh chị nha, làm không lỗi vết luôn này, mà vân thì cực kỳ đẹp, chắc dây nha anh chị nha. Lục bình L2 anh chị nha, khi anh chị chốt về thì anh chị sẽ chốt lục bình L2 anh chị nha, giá là 1.200.000 đồng cho cặp bình này, cực kỳ đẹp. Vân này anh chị này rất là đẹp, lục bình L2 nha anh chị nha, cao 29 và đường kính là 9cm, giá chỉ là 1.200.000 đồng, rất là đẹp. Em sẽ đưa lên một cặp lục bình nữa cho các anh chị. Đây hai cặp lục bình này mình có những cái dáng vẻ khác nhau. Đây cũng là chắc dây nha anh chị nha. Đây miệng bình này anh chị này, đẹp không ạ? Vân tuyệt vời. Và chiếc bình này có chiều cao là 29 và đường kính là 8 nha anh chị nhá. Chiều cao 29, đường kính là 8, có mã là L1. L1 nha anh chị nhá. Mã là L1 và giá cũng là 1.200.000 đồng. Đấy, cặp bình, cặp lục bình này anh chị này. Cặp lục bình nhỏ mà vân thì tuyệt vời, rất là đẹp. Anh chị nào chốt thì chốt cho em là mã L1 nha anh chị nhá. L1. Em có luôn cả đây anh chị nha, quả phú quý bằng chất gỗ nu nghiến, quả phú quý bằng chất gỗ nu nghiến này ạ. Thiếu ánh sáng quá. Anh ơi cho em cái đèn ở đây cái. Là đẹp nha anh chị nhá. Vân này tuyệt vời, vân nu cực kỳ đẹp anh chị nhá. Và chiếc bình này thì em lại chưa đo kích thước rồi. Chiếc bình này
Có chiều cao là 15 nha anh chị nhá. Chiều cao là 15. Và đường kính của chiếc bình này là 19 ạ. Cao 15 và đường kính là 19 cm. Có mã là Q6 nha anh chị nhá. Mã là Q6 và giá là 900.000 đồng cho một chiếc bình này. Mã Q6 giá là 900.000 đồng cho một chiếc bình này. 900 là giá chưa tính ship nha anh chị nhá. Nhưng cái quả lục bình này em báo giá cho các anh chị là chưa tính tiền ship. Và quả lục bình thứ hai này, anh chị nhìn cái chất vân này. Rất là đẹp không anh chị nhá. Cái chiếc bình này thì nó chỉ nhỏ hơn chiếc bình kia một chút thôi. Đấy thì em nghĩ là cũng có chiều cao như thế và đường kính cũng xem như vậy. Đấy. Thì bình này có mã là Q5 nha anh chị nhá, mã Q5. Có giá là 950.000 đồng chưa tính ship. Anh chị nào mà mình chốt hai chiếc bình này cho em thì em bao ship cho anh chị luôn này. Anh chị nào chốt hai quả phú quý này, em bao ship cho anh chị luôn nhá. Đấy. Rất là rẻ thôi anh chị ơi, một chiếc bình này có mã Q6 và giá là 900.000 đồng. Và chiếc bình này có mã là Q5, giá 950.000 đồng. Đấy. Và ngoài hai chiếc bình này ra thì em vẫn còn rất là nhiều anh chị nhá. Nhưng em chỉ đưa lên đây hai chiếc bình để cho các anh chị mình ấy thôi, tại vì em đưa lên nhiều quá thì nó sẽ bị loãng nhỉ. Mà các anh chị yên tâm, chiếc bình nào cũng giống nhau, cũng đẹp hết. 900.000 đồng và 950.000 đồng. Anh chị nào mình chốt hai chiếc bình này em bao ship cho các anh chị luôn. Đấy, chốt một bình sẽ không bao ship anh chị nhá. Chốt một bình sẽ không tính tiền ship. Chốt hai bình em bao ship cho các anh chị luôn. Vâng. Và còn nữa, một tác phẩm được chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen mà các chị em rất là thích. Đấy, các chị em rất là thích nha anh chị nhá. Một cái đĩa đựng hoa quả bằng chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen này. Đấy, anh chị nhìn này. Rất là đẹp nha anh chị nhá. Một cái đĩa này. Một cái đĩa. Ở phần này còn được đụng một cái cành hoa đào nha anh chị nhá, với những cái hoa trái để chín mọng cùng với hai chú chim sẻ. Đấy, đang vui đùa bên nhau rất là vui vẻ, rất là đẹp. Ê chị nhá. Sẽ quay cho anh chị nhìn rõ được cái hình dạng của chiếc đĩa này. Rất là đẹp nha anh chị nha. Và chiếc đĩa này có chiều cao là 22 chị nhá, chiều cao là 22, ngang 55 và chiều sâu là 30. Giá cho cái đĩa này là 1 triệu đồng anh chị nhá. 1 triệu đồng. Cái đĩa này giá là 1 triệu đồng anh chị nhá. Và 1 triệu đồng này thì em bao ship cho anh chị luôn. 1 triệu đồng. Đấy. Mình để hoa quả này rất là đẹp này, đây, quả táo này, quả mận này, lê này. Hoặc là một chùm nho thì các anh chị có thể giải là một chùm nho giải từ trên đây xuống này, rất là đẹp. Bày lên thì khách đến thì chỉ có trầm trồ khen ngợi thôi nha anh chị nhá. Giá chỉ là 1 triệu đồng thôi, rất là rẻ rồi. Một cái đĩa chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen này, em cầm tay vào là các anh chị có thể hình dung được rồi. Cái đĩa rất là dài nha anh chị nhá. Giá chỉ là 1 triệu đồng thôi. Nên các chị em nào mà mình thích ấy, hoặc là mình thích thì mình ủng hộ Nguyễn Hồng nhá. Giá chỉ là 1 triệu thôi, rất là rẻ. Còn các anh ấy mà kiểu như mình thích đang cân định vợ này, hay vợ đang giận này, thấy muốn mua quà để tặng vợ cho vợ hết giận thì đây này anh chị nhá. Cái đĩa rất là tuyệt vời, mua về tặng cho bà xã của mình này, hết giận ngay. Đấy. Rất là đẹp. Để hoa quả cực kỳ thích hợp luôn. Và em còn một vài tác phẩm nữa giới thiệu với các anh chị, đó chính là cái đĩa anh chị nhá. Là cái đĩa này được chế tác trên chất liệu gỗ hương này anh chị này, rất là đẹp. Đây là đĩa Lý Ngư Vọng Nguyệt anh chị nhá. Lý Ngư Vọng Nguyệt đấy, một với hình ảnh của ba chú cá chép đây đang bơi lội giữa một cái ao sen này với những cái lá sen và bông hoa sen đục rất là đẹp. Đấy, và đây là mặt trăng này anh chị này, chất vân thì rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Và chiếc đĩa này thì có bề dày là 4 cm anh chị nhá, và đường kính là 30 cm. Đấy. Dày là 4 cm và chiều và đường kính là 30 cm này. Đấy, em để tay anh chị nhìn. Và tác phẩm này thì em sẽ bắn khuy cho các anh chị treo nhá. Bắn khuy đằng sau cho các anh chị treo này. Vân rất là đẹp. Và giá cho một chiếc đĩa này là 1.200.000 đồng anh chị nhá. 1.200.000 đồng một chiếc đĩa như thế này anh chị này. Đục kinh bông đục nổi lên luôn này, làm rất là đẹp, cái kỹ lưỡng này.
Nó đẹp đẹp này anh chị nha. Ở phần phía dưới đây anh chị này, bèo này, lá sen này, đấy, những cái gò đất này, lá sen này, hoa sen này, đấy, cái nụ sen này rất là đẹp. Rất là đẹp nha anh chị nhá. Đục kênh bong này, móc này, moi móc lên luôn này. Đấy. Làm rất là kỹ lưỡng rồi, chỉ là 1,2 triệu đâu cho một cái đĩa như thế này. Thì anh chị nào nhanh tay thì mình có, mà chậm tay thì mình mất thôi. Cái đĩa như thế này rất là, mình rất là dễ trưng bày, rất là dễ mua. Và một chiếc đĩa này thì là chiếc đĩa phu thê viên mãn này chị nhá. Đĩa phu thê viên mãn này với hình ảnh hai chú chim công. Đấy, hai chú chim công đang âu yếm nhau bên cạnh cái khóm hoa phù dung, cùng với đôi chim sẻ đang vui vầy cùng này. Những cái bông hoa phù dung cực kỳ đẹp thôi chị ơi. Đục kênh bông này, mỏng tanh sắc nét này. Chú chim công cũng rất là thần thái, một cái bộ lông rất là kỹ luôn anh chị này. Có đẹp không ạ? Vân tuyệt vời. Và cũng có giá là 1,2 triệu đồng anh chị nhé. Anh chị nào chốt bên em thì có thể chốt cho anh lấy chiếc đĩa lý ngư vọng nguyện à, hay chốt cho anh lấy phu thê viên mãn à, hoa phù dung đấy. Anh chị nào chốt thì cứ ok bảo với Nguyễn Hồng thì em sẽ gói hàng lại ngay cho anh chị luôn. Và chiếc đĩa thứ ba đây là chiếc đĩa này, đây là hai chú chim chỉ nha anh chị nhé. Chim chỉ bên cạnh một cái cây hoa đào với những cái hoa, những cái cánh hoa này, những cái quả đào này rất là đẹp anh chị nhá. Làm kênh bông luôn anh chị này, đục kênh bông hết lên luôn này. Đấy, anh chị thì nhìn thấy không? Và cái chiều dày vẫn là 4 cm và đường kính là 30 anh chị nhá. Em sẽ bắn khuy cho anh chị để anh chị có thể treo này, rất là đẹp, rất là thẩm mỹ, mình lại còn dễ trưng bày nữa. Đấy, chỉ là 1,2 triệu đồng. Hoặc anh chị có thể chốt em cho anh cái đĩa cá hương, cho anh đĩa công hương này, hoặc là cho anh đĩa chim chỉ đấy, thì em sẽ dễ dàng chốt hàng cho anh chị, bằng dễ dàng phân biệt hơn. Và thực sự là em cũng vừa mới phát hiện ra là em còn sót một cái hộp này bằng gỗ chắc đỏ đen này. Thì có một cái hộp như thế này vẫn là bụi lắm anh chị, em chưa kịp lau. Rất là xinh xắn này chị nhá. Mình đựng hạt dưa này, đựng mứt này, đựng hạt dưa, đựng mứt này, hay là có thể luôn là mình đựng đồ trang sức ở trong đây cũng được. Đấy, hoặc là mình đựng tất cả những cái gì mình có thể đựng được này, có thể trưng bày được, hay là mình cho trà vào đây cũng được này, để trên một cái khay trà nhỏ. Đấy, cho trà, để ở đây thì bên em có cả khay trà luôn anh chị nhá. Bên em cũng có khay trà luôn. Những anh chị nào mà mình đang tìm kiếm khay trà, đấy thì cứ ok. Thì cứ alo cho Nguyễn Hồng nhé. Và một chiếc hộp như thế này em bán rất rẻ thôi, chỉ là 800.000 đồng chiếc hộp này anh chị nhé. 800.000 đồng chiếc hộp này đấy. 800.000 đồng một chiếc hộp này, gỗ chắc đỏ đen này, vân này anh chị này. 800.000 đồng anh chị nhé, rất là rẻ rồi. Vâng. Và ngày hôm nay em sẽ đi tổng quan lại cho các anh chị những cái tác phẩm mà ngày hôm nay em giới thiệu với các anh chị. Đấy. Tác phẩm, những cái tác phẩm đầu tiên như là chú chó nhỏ này, gỗ chắc đỏ đen. Giá là 1 triệu đồng anh chị nhá. Chú chó nhỏ này giá là 1 triệu đồng. Đấy. Chú chó to hơn này, gỗ chắc đỏ đen này là chú chó có giá là 1,500,000 đồng anh chị nhá. Đây. Chú chó hương này. Chú chó hương nha, vân chun sụn rất là đẹp. Hãy kỹ cho anh chị xem mà, vân chun sụn rất là đẹp luôn. Giá là 2,300,000 đồng. 2,300,000 đồng anh chị nhá. Tác phẩm vạn sự tùy duyên, chú tiểu đồng được chế tác trên chất liệu gỗ chắc dây với vân rất là đẹp. Với chiều cao là 30 ngang 11 sâu 11. Có giá là 700,000 đồng. Giá là 700,000 đồng nha anh chị nhá. Đó. Hai cặp lục bình đây. Bên trong đây chính là cặp lục bình L1 anh chị nhá. Đấy, với chiều cao là 29 và đường kính là 8. Đấy, giá là 1,200,000 đồng. Đây, đều là chắc dây hết nha anh chị nha. Hai cặp lục bình này đều là chắc dây. Đấy, cặp lục bình L2 này chiều cao là 29, đường kính là 9, giá cũng là 1,200,000 đồng. Hai quả phú quý được chế tác trên chất liệu gỗ nu nghiến này anh chị nhá. Chế tác trên chất liệu gỗ nu nghiến này. Đấy, với kích thước thế này em quên mất rồi, anh chị xem lại cái video giúp em nhé. Quả bên này là Q6 nha anh chị nhá. Mã Q6 giá là 900,000 đồng chưa tính ship.
quả thứ hai này. À, nếu như các anh chị mà muốn linh động tinh em tinh ship cho anh chị luôn thì các anh chị cho em thêm 50.000 vào đây nhá. 950.000 bao ship anh chị Q6. Và quả Q5 này là 1 triệu đồng bao ship cho anh chị. Anh chị nào chốt cả hai tác phẩm này cho em, em tính giá như niêm yết ở trên đây nhưng vẫn bao ship cho anh chị nhé. Anh chị nào tốt chốt cả hai quả này thì sẽ là 950.000 và 900.000 đồng. Tổng cả hai quả này sẽ là 1.850.000 đồng em bao ship cho anh chị, 1.850.000 đồng hai quả này anh chị nhé. Còn anh chị nào mình muốn mua riêng lẻ thì cho em thêm 50.000 đồng em bao ship cho anh chị hai quả này anh chị nhé. Đấy, vân rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời. Đấy. Và ba chiếc đĩa cuối, còn một chiếc này nữa. Đây. Một cái đĩa hoa quả anh chị nhá, một cái đĩa hoa quả gỗ chắc đỏ đen này. Với chiều cao 22 ngang 55 và sâu là 20 anh chị nhá. Đĩa này, đĩa hoa quả cho các anh chị, cho các anh nào mình đang định vợ này, các chị mình đang tìm kiếm cho mình một cái đĩa đựng trái cây thật là có thẩm mỹ ấy, thì giá chỉ là 1 triệu đồng thôi anh chị nhá. Rồi, ba chiếc đĩa, đĩa Lý Ngư Vọng Nguyệt, đĩa cá này. Giá là 1.200.000 đồng. Đĩa công này. Đĩa công hoa phù dung này, giá là 1.200.000 đồng. Và đĩa chim chỉ này anh chị này. Đĩa chim chỉ này. Giá cũng là 1.200.000 đồng anh chị nhá. Giá là 1.200.000 đồng. Đấy. Thì tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay em báo giá cho các anh chị đây. Đấy, rất là những cái thứ nhỏ nhặt, những cái thứ thật là nhỏ nhặt này. Nhiều khi là mình đang tìm kiếm những cái thứ nhỏ nhặt như thế này ở trong nhà. Đấy, thì em cứ lượm lặt những cái mà còn sót ở trong nhà đây. Em cứ lượm lặt những thứ ở trong nhà đây để giới thiệu với các anh chị. Nhiều khi anh chị còn đang cần, đúng không ạ? Đấy, rất là những cái nhỏ nhặt như thế này và giá cả cũng rất là phải chăng luôn. Cho nên là anh chị ơi, hãy ủng hộ Nguyễn Hồng nhé. Và nếu như mà thực sự các anh chị mình thích những cái video nhỏ nhặt như thế này thì cứ mỗi một ngày em sẽ làm một cái video thật là dài như thế này, giới thiệu cho các anh chị những cái tác phẩm nhỏ xinh xinh thì giá cả rất là phải chăng để cho các anh chị mình dễ lựa chọn. Và đây không phải là video mà trực tiếp đâu anh chị nhé, nhưng mà cũng rất là hân hạnh anh chị cũng là theo dõi những cái video này của bên em. Đấy, để cho bên em có động lực này giới thiệu cho các anh chị thật nhiều những cái tác phẩm như thế này. Đây, với các anh chị nào mà mình cần những cái tác phẩm nhỏ nhắn như thế này làm quà này. Đấy, hay mình trưng trong căn nhà của mình thì cũng rất là đẹp, này rất là thẩm mỹ mà giá cả thì để rất là phải chăng nha anh chị nhé. Vâng, và rất cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video này của Tượng Gỗ Nguyễn Hồng ạ. Vâng, các anh chị ơi, nhanh tay bốc máy lên gọi ngay cho Tượng Gỗ Nguyễn Hồng số điện thoại 0987 336 318 và 0966 336 318 anh chị nhé.